Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục xa tiếp Factory thôi. Này rảnh rảnh thì chơi, nên mà đợt nào có thời gian nhiều thì tôi sẽ chơi một cái video nó lâu dài. Còn lại bình thường thì tôi vào ngắt quãng thôi, khoảng 30 phút là nửa tiếng vậy đó. Cứ lâu lâu video bấm một lần. Thì từ cái video lần trước anh em xem đến bây giờ thì nó cũng không khác nhiều mấy đâu. Tôi chỉ bôi thêm một cái mỏ trên này. Đó là cái mỏ mà aluminium, là nhôm á. Đó. Thì ngoài cái mỏ nó ra thì cũng nâng cấp thêm một vài thứ trong cái phase mà thứ tư này thôi. Phase 4 này còn lâu lắm. Hôm nay thì mục tiêu chúng ta là làm lại cái kho này cho nó gọn gàng hơn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là dẫn cái aluminium ở bên kia về. Bên này còn chưa có đổi nè. Bây giờ có bộ đồ bay bay rồi, nó chạy bằng điện nên cũng mà gọn lắm. Đây, dẫn aluminium này về nè. Đổi tên lại. Cái này là dạng như một cái khay nhôm, còn cái aluminium mình có thể làm ra hai món nha. Bên này thì nó cái cổng nó ra nên tôi đặt cho nó màu cam đó, ra là màu cam, còn vào là màu xanh như thế này. Lỗ này tôi đục á, tại vì cái bộ zoom của tôi qua bên kia nó đi đường này, nhưng giờ chắc lắp lại luôn, lắp lại đi cho dễ nhìn gọn. Đây, bên này thì nó mới chỉ có bốn cái thôi: cao su nè, nhựa nè, nhôm nè, miếng nhôm nè, khay nhôm nè. Cái này là cái nhôm nó đóng thành cái khay rồi. Bây giờ thì kể tiếng là cái kho này tôi chưa có xây xong nữa nè. Bên này là hai gì ta? À, cái này là siêu máy tính, super computer. Này là siêu máy tính nè, còn cái bên này là cái gì vậy ta? À, bộ điều khiển sóng radio. Rồi, đem qua đây sửa tên nó lại. Này là hai món mới. Hai món mới trong cái máy mà X4 này nè, máy 4 đầu vào á đó. Hôm nay thì mục tiêu của chúng ta là sản xuất hai cái này luôn. Nhưng mà cái kho này tôi phải làm lại, hiện tại chưa có biết cái cách nào mà làm cho nó hiệu quả hơn nữa. Cái kho của tôi á thì thiết kế nó đơn giản như thế này. Anh em nhìn nè. Đó. Thì ở trên này là nguyên cái dãy nhà ga, hai ba cái ga thôi, đó, tôi tô màu ở trên này, nó theo thứ tự là 1 2 3 4 5 6 nè, thì nó mấy to đó. Khoảng 3 cái ga tàu thì nó đi về thì nó để đồ vô. Đồ vô thì mỗi cái đầu kho theo một cái máy nè, tôi phân nguyên liệu theo cái máy nè, nhưng cái máy này nó là chứa những cái tài nguyên như thế này. Đó. Thì nó sẽ chạy một vòng tài nguyên đi. Cái đầu vào nó ở đây. Nó xuống đây nó chạy một vòng ở đây thì nó đi qua đây. Như cái đầu tiên này nó đi qua nó là cái bộ module này nè. Nó đi vô cái bộ module này thì nó sẽ có một cái bộ lọc ở đây. Đó, module này. Những cái nào là module này á thì nó sẽ đi theo cái này, nó chạy vô trong cái kho này rồi tiếp tục đi thẳng tới. Đi thẳng tới thì tương tự như cái bên này thì nó là cái bộ adapter control unit, thì đi đến đây những cái nào adapter control unit thì nó sẽ chạy vào đây đó. Thì nó đi hết một vòng qua là coi như cái line này á, coi như cái line này nè, nó sẽ chứa toàn bộ là 7 8 cái tài nguyên rồi luôn. Tương tự thì cái line bên này nó sẽ chứa là bốn cái tài nguyên này. Hiện tại thì chưa có cái kia, hiện tại nó đang làm cái aluminium, miếng aluminium này thôi. Tí nữa thì tôi sẽ thêm một cái bộ lọc gọi là bộ lọc thặng dư, tức là khi nó nhiều quá, nó nhiều quá như thế này nè thì sẽ đem đi bán bớt. Nhớ rồi, cái này nó nhiều quá rồi, thặng dư là nó sẽ như hàng bên đây, như tôi đã làm bên cái cọng mà quang bàn nè, quặng cate á, lỡ khai thác nhiều quá rồi. Cadmium tôi vẫn đang đi bán. Hiện tại thì chưa có chỗ bán nên cứ vứt lại dính giữa này cho nó chạy đi. Chừng nào mà rảnh thì tôi làm lại cái bộ lọc thặng dư. Bộ lọc thặng dư hình như là giống như dưới tầng 1 á.
Đây giống cái tầng này nè, đây là cái bộ lọc thặng dư nè, khi mà nó đầy nó nhiều quá thì nó sẽ đem đi bán. Overload á là nó tràn ra khi mà cái kho này nè, cái kho ở giữa nè nó đầy á đó, nó đầy á thì cái xi măng này nó không chạy vô cái đường chính giữa nè, đường chính giữa là hướng này nè đó, nó không chạy vô đường chính giữa nữa mà nó sẽ tràn qua bên phải đây, tràn qua bên phải thì nó tràn lên đây, tràn lên đây thì nó đi vô cái máy bán hàng tôi đặt ở trên. Tí nữa thì tôi sẽ tiếp tục bán gì luôn. Do bây giờ mình sản xuất thừa cung mà tôi chưa có xài vào cái đó nữa nên chắc tôi bán bớt. Như cái miếng nhôm này tôi sẽ bán nè, mấy máy này tôi tạm tắt rồi. Lần trước đi cái bộ dây nhìn thấy khủng khiếp quá nên quyết định là tắt đi. Bây giờ nó đang có cái plot này cũng khá là ngon, mình úp được từ trong kho đồ mình lên luôn. Thì bỏ nè, thì bỏ nữa nè. Cái này nói tầm tạm thôi nha, để mà tôi bay bay bằng cái này nè, bay như tôi là phải có điện á, không có điện là té đất liền. Đây là cái bộ đang bán hàng thừa này, bán xong rồi bán nổi thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ giải quyết cái vấn đề đầu tiên đó là xử lý cái đống nhôm nó bị thừa ra quá nhiều. Thừa qua ra thì tôi đưa xuống dưới đem đi bán luôn thôi. Đây là cái miếng nhôm của mình nó đang bị thừa quá nhiều nè. Chắc là tôi sẽ xử lý cái kho này. Không, xử lý ngay từ cái này luôn. Tức là khi cái kho này nó đầy quá thì nó bán ngay từ cái kho này luôn. Rồi. Cái này là bộ lọc. Bộ lọc chia thông minh. Đầu nó đây. Nó vô. Chia thông minh á thì bất cứ cái gì nó nằm trong cái bộ lọc này. Bên trái đi, tôi sẽ lọc qua bên trái. Bên trái á, khi nó bị tràn á, thì nó sẽ qua trái, còn lại bình thường thì cái aluminium này nó sẽ đi qua phải. Đó, bình thường cái aluminium này nó sẽ đi qua phải. Khi mà cái kho này nó đầy quá, không có đường nào nó đi thì nó mới đi qua cái đường bên trái này. Đó là lúc này chúng ta đem đi bán nè. Rồi, bây giờ tôi đục cái lỗ xuống. Lọt hết á, lọt lọt lọt. Bán này nên tất cả nên gom ra một like đi, nên gom chung tất cả vô một like để đi bán cho nó dễ. Nên đi phía sau này quá, nên đi phía sau này. Đi phía sau, đặt cái máy bán ở đây. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cứ để nó tạm đó đây. Qua đây luôn, qua đây luôn. Sao cái đầu nó hay quẹo quá vậy ta?
Rồi ok, chúng ta bán bớt alumium. Này là những cái phần nó bị thừa quá nhiều. Như bên này là cái vàng vàng của Caterium nè, rồi silicate, rồi ba cái này nữa nè. Hiện tại thì mới bán cho anh trên này tạm đi, chừng nào rảnh rảnh thì tôi đưa xuống dưới tôi bán ở dưới luôn. Bây giờ nó cũng thừa cung quá rồi. Rồi bây giờ tiếp theo là thôi lên chở ba cái alumium kia về cái khung mà khung nhôm á. Lên chở cái alumium khung nhôm về và đây lắp cái bộ lọc cho nó là cái này nè, nó nằm bên cái xưởng sản xuất alumium mấy bạn này. Đây alumium casing đây, rồi nói cái đầu đó qua đây, tức là những cái nào mà đây, những cái nào mà nó không nằm trong bộ lọc á thì nó sẽ đi thẳng cái đường này ra luôn đó, sau này nó đi ra luôn. Còn những cái nào là alumium casing á thì nó sẽ đi vào đây. Rồi bây giờ qua bên kia tôi sửa lại cái đập lò đó. Alumium này tôi nhớ hình như là nó đi ở cái toa tàu thứ bảy, là cái toa này nè. Ở đây tôi chết lại lần nữa đã. Đây, nó là cái toa thứ bảy, là cái toa màu này, màu xanh lá nè. Màu tím xanh lá. Đúng rồi. Ủa, con tàu này là con tàu nào đó? À. Rồi đó, tòa này thì chúng ta chứa bốn cái tài nguyên rồi luôn, nói chung một cái đường ray nên tôi dễ quản hơn. Rồi bây giờ giới thiệu với anh em là cái bãi Caterium nó đi từ cái quặng BRC á, tí nữa qua đây đi thì giải thích hơi nhiều. Cái bãi đó xây tốn mất mấy ngày trời của tôi đó chứ không có dễ đâu, nhớ lại là đau đầu. Anh em thấy cái hệ thống đường ray của tôi đi theo chiều dọc chưa, lugin tôi tự vẽ luôn đó. Đây cái bãi mà alumium này á, đầu tiên thì nó cần phải có silicate là một nè, đó silicate thì đào từ cái quặng quạt qua. Cái thứ hai là nó cần thêm đồng, đồng bên đây đó, đồng thì ở cái kho trước mặt nè, có đồng rồi, có silicate rồi, rồi cái quặng QZ á, rồi phải có nước nữa đó, nên tôi phải lựa xây ngay cái sông như thế này nè, đó nên phải xây ngay cái sông này. Có nước rồi đúng không? Ba tài nguyên đó, tài nguyên thứ tư là cái quặng BRC này. Đây, tài nguyên thứ tư BRC này, tài nguyên thứ năm là than. Trời ơi, than là tôi kéo từ múc cái bãi bên này về đó, từ bên này nè. Đi cái đường ray vô cái kho này rồi, tôi đã dự định xây bên đây một cái mà chạm tàu nữa, ga tàu nữa. Nhưng mà xây xong thì nó phải chở thêm một cái nữa qua đây thì mất thời gian lắm, tôi lỡ kéo đến đây rồi tôi kéo thẳng cái đến đây luôn. Nó mấy trăm mét đường ray của tôi đó. Nhìn cái hệ thống mấy trăm mét đường ray nè, đó đi mua múc bên kia về, bên đó là mới có cái chạm tàu thôi đó nha, đi gần cuối đường ray bạn á, kéo cái đổ mồ hôi hộp luôn. Nhưng mà xài chưa hết, vẫn chỉ mới một phần thôi, bên này thì tôi sẽ cải thiện thêm. Một á là nâng thêm cái nhà máy này, giảm bớt mà ba cái kia lại, là cái tài nguyên kia lại, nâng thêm cái hệ thống này nè. Cái này nó cần 90 cái thỏi alu nó mới ra được 60 cái casing này thôi. Hiện tại thì nguyên cái dàn dưới này của tôi có hai máy thôi, 60 với 60 là 120. 120 thì thằng này nó cần 90 á, 90 ít nhất cũng phải 180. 180 thì phải thêm một hệ thống này nữa. Hệ thống này xây nó phức tạp dữ lắm nha.
Vậy cái này nó xài 90 thì 4 máy là 360. Hệ thống này nó đi điện, điện phân, điện nước gì tùm lum đó nha. Bây giờ nhớ lại tôi cũng không nhớ xài kiểu gì luôn. Nhà này thì chưa hoạt động nè. Tôi cũng chưa biết có nên cho nó khởi chạy không. Nó cần tới 240 nước lận. Cái nhà này á thì ngược lại nó tải ra là 120 nước vô cái nhà này nữa. Hiện tại là mới có chạy hai cái máy này với cái máy này thôi, tính ra là ba máy thôi. Bữa sau không chạy máy này mà lại đi chạy cái máy bên này ta, tôi bị ngáo à. Chắc để mới chạy máy bên này chứ. Ngáo rồi, ngáo ọc rồi. Hai cái này là 360 nước, trừ đi 120 thì còn 240 nước. 240 nước thì cái máy này nó bơm 120, tôi có sẵn 4 máy là vừa đủ luôn á. Máy này không cần pin đâu. Tức là thêm một dàn máy này nữa. Tôi không cần thêm đâu, bây giờ cái quặng nhôm mình nhiều quá rồi. Tôi bỏ sản xuất nhôm mà được. Có thời gian thì nâng cái hệ thống này lên. Hệ thống này nó đang hoạt động là gần như chuẩn 100% đó. Bây giờ thay cái gì vô nó cũng mệt hết. Bây giờ cái này, nhánh này nè, tôi sẽ đưa qua bển luôn. Tạm thời không có xài ở đây nữa. 1, 2, 3. Rồi 3 nha. Đây, đắp thêm cục pin vô đây là được chứ gì. Rồi. Nó tầm tầm cỡ nào ta? Ủa bộ này là à đây lộn bên lộn bên nhầm thằng này cũng gộp vô luôn đó. Ta đã gom aluminium từ hai bên. Từ hai bên đó thì chúng ta sẽ xích thẳng vô hai cái máy như thế này. Một cái máy như thế này á. Dời máy lên tí này. Đây, bỏ cục pin vô. Khoảng 120 là vừa đủ. Cái này lên tới 135 rồi. 80. Rồi ok, máy này nó chỉ chạy 80% thôi. Đó, quá là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ gộp nó lại luôn.
Rồi ok. Bây giờ lên đây thì cho nó chuyển về cái kho 7 của mình. Không, nó tự về luôn rồi. Xây cái này cả buổi trời của tôi đó. Mấy ngày trời của tôi luôn đó. Xe nó quay về rồi. Nhìn nó như con rắn đang đeo cây vậy, thấy đã không? Ừ. Bên này là cái mỏ alumium nè. Rảnh rảnh thì tôi qua đây tôi đi dạo nhặt thêm một số đồ nữa. Đi. Bây giờ có cái bay bay này á thì chúng ta gần như tự do lắm. Đây, cứ bấm vô cái cục điện rồi đặt nó đi. Nó đâu có cái nền đây gì nè. Hướng này á. Nó sao nó lại nằm trên đó. Trời ơi, nó nằm trên cây nè. Không đủ điện rồi. Này thì núp mà núp lùm mà tiếp theo là cục này có một cái ngay đây luôn. Bây giờ đi đến đâu câu dây điện đến đó. Nè 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 nó nè. Anh em thấy cái súng đã chưa? Đạn nó là dí auto am luôn á. Một con nhìn nó văng rồi. Này thì chống cự nè. Bây giờ dân chủ mà nó còn bay trên trời nó thôi rồi. Ok. Mấy cái này thì dục vô đây cho nó úp lên. Cho nó lót lên. Nó tải lên cái đám mây của tôi nè. I see you've been doing research. I must say you make for interesting conversation. Conversation. Singing together, communication. Our tune is only plucked at the strings of the tapestry. Are you saying this is only the beginning? In the beginning, there were the words, and the words made the world. The words turned into song over the windows. The song Trời ơi, played bật with ngửa luôn. instruments weave the tapestry. A tapestry of temples and shrines, bodies and bones. Orchestral harmony. Us. We. Ours. Trời, nó đi nó đuổi mấy con ong. Ê ê ê ê ê ê ê. Nó chết đứng luôn nè. Trên cái này tôi nghĩ là cũng có cái gì đó nên luôn ha. Yeah, cái con ốc màu tím rồi. Yếu đuối, yếu đuối. Trên này không có cái gì luôn á ta.
Rồi mấy cái bom này tôi sắp hết nữa rồi. Không có gì luôn. Lừa à? Lừa à? Ở đây có cái mỏ than đó nè. Trời bắn hụt cũng như bạn. Vứt lên. Vứt lên. Cho nó lót lên trên đám mây. Khi nào cần mình xài mình cứ thò tay vô lấy thôi. Bên đó có con ốc màu tím rồi. À, con ốc màu xanh. Ốc luôn. Bây giờ quá trời nhiều ốc rồi. Không có hàng ghê vừa. Có cục này, có cục này. Hướng này ạ. À? Chỗ này cây cỏ bắt đầu nó xanh tốt lên, con nhện kìa, con nhện kìa. Ê, kìa. Ê, nó bay đi luôn rồi, kệ nó đi. Đi con ốc màu vàng. Ambot, ambot. Cái giá. Double kill luôn nè. Bắn nãy giờ gần 500 viên đạn rồi đó. Ủa cái vỏ này đâu? À đây đây đây. Trên này là cái quặng phóng xạ uranium đó. May mà tôi có bộ đồ lọc rồi. Mấy con này nó cũng là phóng xạ này nha. Nó này mới giàu luôn. Hết đạn rồi. Hướng này chắc nằm trên cái cục đó. Tiếp thôi.
kìa. Đây nữa nào. Đây nữa nào. Trời. Game này hồi trước chơi cái map nhỏ quá nên hơi chán. Hình như là con thủ thành Diplomancer hay gì á, Diplomancy nó đớp sẵn đó. Bây giờ nó ra phiên bản mà Early Access bản full rồi. Kết thúc giai đoạn Early Access thì nó cũng thêm nhiều content lắm, anh em có thể chơi tận hưởng thoải mái. Nội cái campaign nó thôi là nó có 5-6 phe phái. Rồi mỗi cái phe phái nó lại chia ra 3-4 cái kết thúc khác nhau đó. Nên tính ra cũng có giá trị chơi lại để anh em thử qua nhiều cái vấn đề mới luôn. Nãy tôi thấy cái gì tím tím trên đây đâu ta, không đéo mắt luôn, nó mù. À đây nè. Kìa dưới đó con cái nữa kìa, tiến thôi xuống đấy luôn. Đạn gì mấy ngàn viên mà xài cái một. Rồi ok. Cái này nó kiểu như là chặn cái đường đi thôi, tôi nghĩ không có gì dưới đó đâu. Một bầy dưới luôn gần. Mười cái aluminium cắt tinh. Đây, có luôn. Hết miếng sắt rồi nè. Bây giờ rồi qua được, qua được. Dưới này có cái gì nữa nè, hai cái miếng bi oxium nó gì nè, xuống luôn ha.
em. Chạy qua nhìn bạn mày lần cuối đây gì. Nằm luôn hả? Thôi món này món nghèo, món nghèo thôi, bye bye luôn. Đây có 7 con này luôn nè. À, màu tím, màu tím. Tính ra bay rồi. Chạy tốn lọn. Hả? Ý, màu vàng, màu vàng. Chỗ này cảnh cũng đẹp hết đó chứ. Vườn cây nó xanh mướt mát luôn. Qua đây mà xây nhà là cũng ngon á. Nó nhảy kìa. Ủa cái vỏ nó đâu? Quê á? Ơ? Thôi tôi bị mù rồi, anh em thông cảm đi. Dạ cả rồi. Bắt mờ tay cung. Yes, actually, this might be a strange question, but it could give me invaluable insight. What, according to you, is the shape of our universe? It's a donut within a void within a donut within a void within a donut within a shallows, which is a ball of string wrapped around itself, hitting infinite deep within the inside-out string, with windows and doors and a limitless body subdividing to the one resonance. Bên này mấy ông đẹp ông lười rồi, ông để mấy cái vỏ trò nó gần gần với nhau. Cảm giác như là có cái cửa hang động ở đây nè ha. Đó. Trời, một bầy luôn. Gà nãy chả cần phá nữa. Đi qua đây nhảy xuống cái này được rồi. Game nó lừa. Nó làm mình tốn thêm trái bom.
Nãy giờ lang thang gần như là một khu rồi đó, tôi sẽ kiếm chỗ và đặt cái anten đó. Tôi đã có một cái anten ở đây rồi, nên cây thứ hai thì chắc đặt ở đâu chỗ này, đi thẳng về phía bắc thôi. Công nhận bây giờ có cái này nó bay bay đi mở map đúng tiện luôn. Chơi hơi dơ một tí nhưng mà nó hiệu quả. Đi dạng như là cái hang động vậy ha. Đây đây đây. Ây da, đông dữ gì ta, chết rồi, hết đạn rồi. Chết rồi, chơi luôn. Chém gần 20 cái vậy đó. Nãy còn xét con nhện ở đâu trên này nữa nè. Đây 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 đây, 5 cái.
Kìa. Giờ còn gao giết chả cỏ. Game này giờ trở thành game là phiêu lưu hành động thế giới mở. Thôi. Thôi. Trời ơi nó bự. Giọt. Này ngon à. Trời nó đánh cái nửa cây máu tôi sắp chết luôn rồi. Giọt. Trời nó đông. Thôi. Anh em thấy mấy cái này á thì cứ đụng thoải mái đi, không cần ghi chú gì đâu. Sau này có một cái website á để anh em up up cái file xếp của anh em lên, là lúc đó anh em đã nhập chỗ nào rồi anh em có thể tra cứu cái bản đồ trực tiếp luôn, là không sợ mất hay là không sợ thiếu chỗ nào hết, không sợ sót luôn nữa, khá là tiện. Bây giờ về mà gáp ra chắc 400-500 cục pin luôn á. Wait, oh. Too late. Take the damaged hard drive to the MAM for analysis. Ah. Oh, no.
Cái này là cái mỏ gì sau này chắc chúng ta xài á. Giấu trong hẻm trong hốc gì nè trời. Trời, cái con này vui luôn nè. Mỏ này đó mỏ gì vậy ta? Trời, 30 cái của tôi. Đây còn con vàng vàng nữa nè. Xanh xanh nữa nè. Nó giấu đồ đúng bá đạo luôn á. Đây có mấy cái mỏ nhìn đã phết ra. Rồi đi lên hướng bắc thôi. Lên chỗ này chúng ta mà xây thêm một cái máy quét nữa. Ôi ôi, nó đặt con ốc rồi à. Chỗ này nhìn thấy ghê quá vậy. Chắc đặt cái máy quét cái này đi. Cái radar. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng giọt chỗ này dạng như cái mạch nước nóng à. Hai ba cái luôn. Đồng cái nữa ta.
nghèo không à. Hai mỏ này hình như cũng mỏ nghèo á. Giàu giàu giàu. Ủa không phải cái này hả? Không phải luôn. Ơ lạ đời nha. Có cái hai cái vơ mà không để trên này. À đúng rồi, hack não. Bốn trăm phát. Nãy giờ đi cũng bội thu phết đó chứ anh em. Một đống hai gây vơ với mà ba cái ốc ít đầu đủ hết trơn nè. Nước đen ngòm thấy mà ghê. Lũ đạn nó còn hết nè. Nhanh là đâu rồi, đặt cái radar máy quét này trên núi rồi luôn. Kỳ cổ thụ đẹp quá. Tìm tên cái này màu xanh lá là sao? Normal á. Tự nhiên nó hiện màu xanh lá. Một mối giàu, hai mối nghèo. À, giàu nghèo bình thường luôn. Cái này nghèo bình thường. Ủa? À cuối cùng màu tím tím kế bên. Sắp hết báo rồi. Cái này chắc về thôi ha. Ý á. Về thôi.
Vô đây đủ chưa ta? Ấy 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 ấy, vừa được kịp, vừa kịp. Rồi, về thôi. Này đi khám phá map bao nhiêu đó đủ vậy ha? Này gì đây? À, cái biển chỉ đường. Còn ngóp ở đây nữa nè. Nhìn cái bùng binh tôi làm đẹp không? Chết tôi rồi. Con ốc màu vàng trong đó nữa kìa. Để lâu quá rồi. Ê. Con ốc từ đầu game tới bây giờ vờ vẹt. Hạ ghê vơ thôi. Cái này sắt với nước à, cái này cũng ngon nha, nó gấp đôi cái hiệu suất lên luôn á, nhưng mà nó tốn thêm nước. Nước này mình bơm 120 lần nên thoải mái đi, với lại là nước mình đặt trên sông á nó chỉ chiếm diện tích thôi, nên mình có thể nhét ba bốn cái máy bơm nước cũng được. Cái này là rotor với pin. Thôi, mấy cái đó từ từ tính sau. Đi qua đây coi cái kho từ cái nè, nó đang chạy vào nè. Đây, cái miếng đó đây. Rồi, ok, ngon ngành luôn. Nó chuyển về full một kho luôn. Chắc phải làm thêm cái bộ mà chia như thế này nữa. Nó nhiều quá thì nó đem đi bán bớt để coi nó nhiều cỡ nào rồi. Chưa, chưa nhiều lắm đâu. Rồi bây giờ vấn đề thằng này là cũng nhiều sắp vui nè, chắc phải làm thêm bộ nữa cho nó bên đây. Thằng này thì cũng sắp vui luôn rồi. Ba cái. Ở xong kia nãy 64 cái ta. Này là gì? Cao su, cao su, cao su. Ủa? À, nó chưa có vào, quên. Thằng này là
lát tích nhựa. Rồi mấy thằng bán này thì tôi sẽ gộp nó lại với nhau thôi. Ngay giữa lệch bên trái một tí. Rồi khi nó đầy quá thì nó sẽ bán. Bán thì tương tự như này thôi. Cái hướng này nó xây mặt sang phải thì cái này gộp lại thành cái bộ chia bộ gộp, nhưng mà nó xây qua bên phải. Nó sẽ gộp chung với cái này, bỏ cái này luôn. Rồi bốn thằng này khi mà nó dư thừa quá, nó vui á, thì nó sẽ bán chung với nhau luôn. Ủa? À đúng rồi, đúng rồi. Tưởng đâu nhầm. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, tiếp theo một cái vấn đề cần giải quyết nữa. Tắt đèn đi. Ô này, thêm cái like đèn lên, login bóng đèn nó mới thiết kế like đẹp không, hơi yếu yếu xìu à. Chắc là chơi đèn bự phải cái này nè, đầu ví dụ hưởng cái à, chiếu sang vải đây. Sẽ để cho nó là sáng tối đa luôn. Sau đó mình set cho nó là cái kiểu chỉ có test thôi á. Chỉ có test thôi. Như thế này nè. Đó. Rồi tất nhiên là mình không ghi test. Mình sẽ chuyển cái màu nó thành cái màu như ý muốn của mình, như cái này màu đen thì tôi chuyển nó sang màu lam chẳng hạn. Màu này tôi xóa hoài mà xóa không được nó. Đó, nó làm như cái bóng đèn led luôn nè anh em thấy chưa. Nhưng mà cũng hơi yếu. Hơi yếu. Không đẹp cho lái máy. Nên thôi bỏ đi. Bây giờ xử lý ở bên này sao ta? Là đây nè. Cái đầu ra của cái kho này. Cái đầu ra là cái này nè. Đó, cái đầu ra. Thì cái đầu vào bên kia, đầu ra bên đây. Đầu ra bên đây thì tôi sẽ kéo một cái trục đường ngang. Giống như thằng bên đây là kéo ngang. Thì thằng cuối là kéo 6 ô. Thằng trên này là kéo 5 ô. 6 ô nè. 5 ô rưỡi nè. 5 ô nè. 4 ô rưỡi nè. Tương tự cái đầu thì 1 ô. Đó. Nó sẽ đi như thế này, rồi sau này từ cái này tôi đã tẻ ra một đường nữa. Tẻ ra một cái đường dài, thiệt là dài luôn. Rồi những cái thằng nào mà sử dụng những cái đường này á, những cái thằng nào mà sử dụng những cái đường này,
Ủa sao hai này nó lại ngay nhau ta? À nhầm nhầm, bên này. Những thằng nào sử dụng cái tài nguyên này á thì nó câu thẳng vô luôn. Đó. Cái bộ này nè, nó câu thẳng vô cái đường này luôn, xài cái nào thì nó câu vô cái đó. Nên bây giờ tôi quy hoạch tiếp bên đây. Đây. Thằng này là thằng đầu tiên thì đặt cái kho nó tầm gần. Đặt một cái bộ chia cho nó tầm gần. Đó. Cách nhau một ô. Thằng này thì cách qua ô nữa là hai ô. Ngay đây. Thằng này cách qua ba ô ngay đây. Thằng này thì ba ô rưỡi ngay chỗ này nè. Thằng này thì bốn ô là ngay đây. Rồi này bốn ô rưỡi là bên kia. Đó, à ngay đây nè. Rồi. Đúng chưa? Ngay vạch này, ngay vạch giữa. Rồi, câu dây qua thôi. Canh cho đã rồi nó lên một phút. Ê, 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 ê. Rồi, về nghiên cứu cái nữa rồi lại tiếp tục xây. Cái này là cái kho đạn nè. Nãy tôi bắn hết đạn luôn rồi. Thấy đạn lên. Mười phút nó trôi qua như một cơn gió trong game này vậy đó. Rồi, đầu tiên là ví dụ cái máy này ha. Đó, cái máy này nó xài 4 tài nguyên luôn. Thì cái đầu là automatic welding, bọ, khung gia cố, máy tính. Rồi, cái auto cái đầu tiên là cái bên này đây. Automatic Wagon thì cứ nói cái ống lên. Rồi tiếp theo coi cái đó là cái line nào tôi cắt nó ra là được. Đây Automatic Wagon dây điện tự động thì cứ nói này lên thôi. Nói dài thiệt dài. Rồi hàng nào dùng thì cứ cắm vào đó là xong. Rồi nó ngay cái chỗ này nè.
Đó, dây điện tự động nó đi vô cái máy đầu tiên này. Món tiếp theo là bọ. Cái bo này hình như nó nằm bên phải, nếu như tôi nhớ không nhầm. Đục cái lỗ đi lên để dễ coi à. Này ai? Đây bo đây, bo đây. Bo là cái cuối cùng. Nó là cái này. Đó, thì từ cái chỗ này nối lên, nối dọc đường lên. Ủa, sao nó méo xẹo vậy ta? Rồi thẳng nè. Thằng này nãy thẳng không vậy? Cũng tương đối thẳng. Rồi, lắp cái bộ chia ngay đây là xong. Rồi chúng ta đã cấp được hai món vô cái máy này. Món thứ ba là khung nặng. Khung nặng hình như là hoa vàng bên đây rồi. Đây nè, đây nè, đây nè. Dạng đây chứ làm chết tôi rồi. Giờ bên đây chưa làm cái nào luôn. Rồi ok hết đó. Bốn rưỡi nè, bốn rưỡi nè, cái thứ năm ra tới mép này, hết tài nguyên, hết là biến sắc, chết rồi. Tụi quên sản xuất mấy cái tài nguyên cơ bản đó để cho vô mấy cái kho ở trên đó, mình cứ lụm mình xài riết thì nó sạch bách luôn á. Này vui à. Miếng sắt hả? Ống sắt mình còn nhiều. Miếng sắt thì xài nhiều bán hết nhiều rồi.
Thôi ok, giữ trong người 400 thôi. Hai phút nữa à. Bên này chưa làm nữa nè. Ủa dính quá vậy ta. Dính quá không được rồi, dời ra ngô. Thôi để nguyên gì đi, sau này mình đi dây mình che lại. Nhưng mà phải xóa nè. Đúng chưa ta? Đúng rồi, đúng rồi. Hai cái đầu này thì chưa có xài tới, tạm thời không cần. Rồi bây giờ cái này gì đây? Khung gia cố. Khung gia cố là thằng nào? Bỏ. Đây khung gia cố đây. Cái này khung hay là khung gia cố ta? Khung gia cố đúng rồi. Khung gia cố lần này từ thằng này kéo thẳng một line lên. Ủa sao không vô được ta? Hình như gần quá nó không có vô được rồi. Đành dời cái máy này đi thôi. Nếu như cái dây điện đồ này thì chắc dời cái máy lên một ô. Độ gớt ngoài đúng không ạ? Này bỏ. Cái này bỏ. Giờ lên một ô thì có khả năng nó vẫn vướng mấy thằng này về sau. Giờ lên luôn á. Rồi.
Thằng này nãy làm gì ta? Bộ này phải không? Đúng rồi. Sao lại vậy? Sao lại đốt? Chết rồi. Đứng dưới đất này cho dễ cầm. Ô này. Như chưa? Lạc. Rồi, sáng là ngay đó. Tính lúc này thì nó dướng bên này gì thiệt tình. Anh em nào xuyên thì đục mấy cái lỗ này nè, ghép lại cho nó đẹp. Còn lười như tôi thì thôi. Rồi, cái món cuối cùng là cái gì? Máy tính. Máy tính là này đúng rồi. Đang bán cái mà miếng sắt chưa thừa hả ta?
Nó lệch lệch phải không? Hình như nó lệch phải không? Ok. Ban đầu là tôi định xây theo mô hình này nè. Mình bỏ tài nguyên vô bên đây. Nó chạy rồi vô cái bộ lọc bên đây, tức là chạy hết một đường ra cho nó đẩy đẩy đầy cái máy này á, đầy ở trên thì nó đi ra cái kho khác. Nhưng mà xây như thế này tôi thấy nó cũng không có ngon cho máy, nên cuối cùng quyết định là bỏ. Anh em đợi tí. Mưa lớn quá. Motor rút bồ làm mát.
Ủa? Ok, hai món. Siêu máy tính. Nên làm sức nguyên liệu tới khu dầu. Máy tính mạch tốc độ cao thì còn ba cái gì nữa ta, tự nhiên tôi quên cái này. Cung. Rồi, ok. Giải thích cho anh em xong rồi tôi quên mất tôi đang làm cái gì luôn. Hình như tôi đang lấy máy tính cho thằng này thì phải. Đúng rồi, lấy máy tính cho thằng này, này cần máy tính không? Cần luôn. Chết rồi, máy tính tôi không biết sản xuất đủ hay không á.
như nó méo xẻo à, méo xẻo à. Không, bỏ đi, bỏ đi. Quá trời, ba cái đồ đạc nó tùm lum. Rồi, chúng ta đã có máy tính cho hai bên. AI limit bo bắt tích. Ra từ rồi.
Thôi đi đường vòng cung như thế này đỡ gì. Nghệ chưa? Thôi rồi, rất là nghệ luôn. Còn thôi là đẩy một đầu này ra đây, tất cả đi ngang, có thời gian tôi sửa lại sau. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Ủa cái này là nhóm mà. Rồi polymer đây. Rồi ok, có polymer.
Rồi, vô đúng rồi, đúng rồi. Ok. AI và hai feed. Đây đây. Người đò bo đây hay viết đây.
Ok. Hai món đĩa đĩa đây. Sáu. Thank you.
Rồi ok luôn, bây giờ bắt đầu chờ thôi. Mười hai mỗi phút, bây giờ thì máy tính tôi sản xuất bắt đầu không kịp rồi nè. Hai trời ơi, máy tính làm có 2.5 thôi. À. À. 10, 12. Okay. Đi coi cái mô hình sản xuất máy tính của mình. Mô hình sản xuất máy tính là
này làm ra 2,5 trời. Nó gồm có bo cáp và lách tích. Bo cáp và lách tích. Lách tích thì 40. Hai ba bốn năm sáu có thể nâng lên đến mức 8 luôn. Mười hai máy mà cái này 600, 12 máy mới có 306 thôi. Đâu ta? Ở đây. Mười hai máy 306, 240 rồi 8 máy nữa. 1 2 3 4
Ok. Ủa sao chín máy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 8 à. Rồi, vừa đủ 10 trên 10, ok hết rồi đó. Tăng lên nào. Mấy thằng trước nó sẽ đầy xong rồi mới tới mấy thằng sau, nên nó hơi mất thời gian tí. Từ từ thì mấy thằng này nó mới xanh hết. Bây giờ polymer quá là nhiều.
6. 6 với 8 là 14. 14 x 20 208. Xài cái bộ đập tặng dư ở đây thôi. Trời ơi, nhìn nó như cái bùa. Rồi, ok. Bây giờ giải quyết cái vấn đề dầu ra. Ủa, sao nó mấy này lại thiếu dầu được? Bơm lên không kịp nè. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy. Sao lại 17 được? 8 6 14 14 3 là 17. 17 x 3 lên 510. 510 vẫn còn dư 3 máy để tăng thêm cái sản lượng nhựa nữa. 17 thì coi như là 20 đi. 2, 4, 6, 8, 10. Ống giữa này, nối vô đây. Ống này.
còn chờ mấy cái này nó bơm qua đây thôi. Chờ bên đây là vô dụng quá. Chỗ này áp sức nó cũng thấp tẹo quá. Rồi cao lên nè. Ok, tạm ổn hết rồi đó. Nhưng vấn đề bây giờ là xử lý dầu ga nè. 10 10x 14 máy là 140. Trăm tư là phải 2-3 cái nhà lắm. Trăm tư là một cái nhà này là lắm nổi nè. Axit sulfuric gì ở đây nữa vậy? Dầu nặng. Trăm hai, trăm hai với bốn chục, trăm sáu, trăm sáu ở đây là trăm tư, kệ đủ rồi, đủ rồi. Bắt đất xây nhà luôn. Bốn máy này. Rồi không có cửa nẻo gì hết, đóng rồi luôn.
Rồi, ok. Đằng này vẫn thiếu dầu. Có mùi gì ở đây ta? Dấu hả bạn? Bạn giấu ai vậy? Dấu nè. Đốt lên luôn. Rồi từ từ thì hệ thống nó cũng hoạt động ổn định thôi. Nó chạy vẫn còn mạnh lắm, dư tài nguyên nó cấp còn dư nhiều lắm. Máy bơm này 150, máy bơm này 100, tính ra hoạt động cũng gần hết công suất luôn. Đó. Mấy hàng cuối này vẫn không có lên nổi nè. Nhưng mà mấy hàng giữa thì lại quá nhiều. Kệ đi. Không quan tâm. Ủa này bị sao vậy? Hả? Đất tích đi đâu hết? Đất tích, đất tích. Nó chuyển hết lên kho về bên kia hết à? Bên kia khoảng 120 thôi. Không nên làm cái bộ chuyển như thế này. Tạm thời thì ngắt cái bộ lát tích này đi.
16 máy, 320. Ủa 86 14 máy, 280. 280 thì thằng này. Cái thằng này đơ luôn vậy. Ờ. Này nó thiếu dầu hả? Sao thiếu được? Vớ vẩn luôn. Bốn chục này à. Ok, thằng này không xài nữa thôi, tiết kiệm. Chê gì thôi, không cho mày xài luôn. Nhưng mà sao nó vẫn chạy vào ta? 142. 144 kệ chạy vui thôi. Mình sản xuất ra là 280 nhựa. 280 nhựa thì hai máy này 60. Hai máy này 60. Ba máy 90. 280 về 90 còn lại tới 190 nữa. 190 cái máy này nhiêu? 190 cái máy này có 40 thôi, còn dư lại 150. 150 mình chuyển đi thằng cái thang này 120 thì không sao cả. 120. Cái này nó cong cong sao đó nha, cong thiệt. Ở nhà này còn có hai món vậy đó hả? À ba món. Ôi quá trời dây điện rồi. Máy tính giờ nó cần tới mười mấy lần, sản xuất không đủ rồi. Kiểu này phải đi kiếm mỏ mới làm chiên về cái này luôn á. Cáp này là từ đồng nè, nhưng mà bây giờ không cần đồng, từ sắt mình có thể ra được. Hả? Ơ, à, này chưa nói vô lưới điện à.
Đó, nó vô lưới điện đàng hoàng. Hết điện thì chờ tí có nguyên liệu chạy tiếp. Ai ép buộc gì đâu. Đâu rồi? Đây nè. Bây giờ computer này 10 cái bo nữa hả? 10 bo này nói không? Chúa ơi, bây giờ nhìn nó như bãi rác khổng lồ vậy đó. Bãi rác siêu to khổng lồ à. Nhựa đâu, còn miếng nhựa đâu, xin tí bạn ơi. Ok. Nào rảnh thì làm lại cái khu này mới được. Thằng này nhìn nó như cái nồi dẻ vậy. Bây giờ thì bo này tách ra một miếng nè. Tôi mới bấm cái gì vậy? Rồi, nói chung chạy được thôi, không có đòi hỏi. Lâu lâu chạy đường con bo qua cũng đỡ. Vấn đề là chạy được. Bắt buộc phải có mỏ đồng và mỏ
chỉ gần mỏ đồng thôi, mỏ đồng và mỏ dầu. Kiếm trên bản đồ chỗ nào có mỏ đồng và mỏ dầu nó gần nhau là được. Lúc đó mình chuyên sản xuất lát tích này luôn, để chuyên làm cái một cái khu computer ngay đó. Dầu thì không thấy dầu ở đâu nữa cả. Satisfactory đâu tiêu rồi. Bình thường nó phải nằm đây chứ. Save game, save. Ok. Đây, bản đồ của tôi đang xây đây. Hả, mấy cái này đằng sau. Computer đang thiếu dữ lắm nè. Mình sản xuất chỉ có 5 mỗi phút thôi. Người già mấy cái này bắt đầu thiếu dữ dằn này. Ông đã kéo từ cái bãi này xuống tới bãi này trời. Nè, kéo từ đây cũng tới đây luôn á. Không, không, không. Chỗ nào nó cũng xa, muốn chỉ cho nó. Đồng với dầu nó phải gần nhau mới được. Thì mới chuyên sản xuất polymer được. Tới đây sản xuất polymer thì làm nguyên cái vàng khu máy tính đây. Rồi thì có chừng nào có thời gian rảnh thì tôi làm nguyên một cái khu sản xuất máy tính bên này luôn. Ít nhất một cái mỏ đồng và một đống mỏ dầu. Thì một là chỗ này, hai là chỗ này. Trên này có xi măng mà không có than. Than thì nó qua đây lận. Nên chắc làm ở đây đi. Đây. Làm cái khu sản xuất siêu máy tính, sau đó nhét vào cái kho chung với bãi Gatherium mà tôi đang khai thác chỗ này nè. Tôi đang có cái đường gây xe lửa qua đây đó. Đây nè, đừng gây xe lửa qua lấy Cadegium chỗ này nè. Thì bây giờ dẫn dầu về đây. Dầu mình không có dẫn về được, mình dẫn đồng ở đây. Làm đồng đây thì chích một cái đường gây xe lửa dẫn những cái con computer về. Rồi, trước mắt thì tính toán như vậy chứ tôi thấy đau đầu quá rồi đó. Bây giờ khu dưới đó phải làm chi máy tính được. Tại vì ở đây á, tôi làm nguyên cái khu sản xuất máy tính nè.
có một cái vấn đề rất là đau đầu, đó là cái mỏ đồng ở đây chỉ là một cái mỏ đồng normal thôi. Đó, cái mỏ đồng đốt tiếp luôn vậy. Đó. Đây, vấn đề ở đây là chỉ có một cái mỏ đồng normal thôi, nên rất là khó để mà phát triển thêm được. Ý, ở đây có mỏ đồng đó nè. Rồi, có gì dẫn người bệnh về đây luôn. Nhưng mà hết dầu rồi. Xây như thế này sửa lại thì thà tôi đi xây mới luôn, nó còn có nghĩa nữa. Chứ không có vụ sửa sang gì ở đây đâu. Ở đây còn cái mỏ chưa khai nữa nè. Nhưng mà mỏ này mỏ normal. Thôi, thay vì chúng ta sửa lại thì chúng ta đi xây mới luôn cho rồi đi. Vớ va vớ vẩn. Hang này vẫn đèn vàng đó ta, đèn vàng đó nè. Đèn vàng bên đây là nó ra không kịp polymer nữa đó nha. Pin bây giờ vô kể. À thôi chứ không thấy thiếu. Này sao nó nghỉ chạy luôn vậy? Ơ, anh bạn à. Mấy thằng bên này nó sẽ đầy dầu trước, khi những thằng bên này nó đầy á, dục lên số 9 rồi, không vượt qua được số 9. Cái đó co vào đầu tiên thì thằng này nó sẽ đầy trước, khi những thằng này nó đầy á thì mới tới những thằng bên này nó đầy, nên chờ một tí thôi. 2 3 4. Bơm thế này đi cho nó đều. Đó, đều luôn rồi. Bây giờ dầu thì vượt hơi bị nhiều. Pin bây giờ mình nhiều lắm. Không sợ thiếu pin đâu. Cuộn vàng, cuộn đồng, rồi cáp mình thừa rất là nhiều, bách tích thì thiếu. Đó, bắt đầu bây giờ nó chỉnh cái bách tích này nè. Nhựa lên nè. Chỉnh gì thì tốt, không có xấu.
Ủa? Biết sao chỗ này nó ra chậm rãi vậy nè. MK3 luôn mà. MK3 luôn mà. Chỗ này nó đi từ tốn phết luôn á. Trời ơi. Rồi vậy thôi. Rồi có thời gian làm một cái khu sản xuất computer nữa mới được. Computer ở nhà lãng quảng xài là sạch luôn á. Về coi siêu máy tính chúng ta làm được bao nhiêu cái rồi. Tôi vẫn chưa có hy vọng nhiều đâu. Siêu máy tính như bên đây nè. Ủa? Sao đây là không? À, chưa có nhập cái đầu input vào cho nó gì á. Trời ơi, chưa có nhập cái input vào. Ủa sao lại có ba cái đĩa này đây nữa? Ê. À có một cái ở trong này nó đang bị chèn vô nên nó mới hiển thị như vậy. Cái này là gì ta? Đĩa. Cái này là siêu máy tính nè. Còn cái này là radio. Đi thẳng vào hướng này thì bên phải. Tính đâu lỗi cái quy trình nào cái báo đời nữa chứ. Radio. Rồi ok. Đấy phan. À đi mới đúng. Rồi. Đó đúng rồi đó. Trời ơi. Chuẩn nguyên cái đường dây thôi. Thiệt tình. Rồi 50 cái siêu máy tính cho anh ơi. Mưa hàm mấy cái thôi. Radio control unit thì nó nhiều hơn nè. Nãy giờ cái buổi mà mới được có bốn mấy cái đó à. Rồi ok, đi, chúng ta phóng vệ tinh thôi, coi như hôm nay là hoàn thành chỉ tiêu rồi đó. Đây có bộ lọc thận dư rồi không ta? Cái bộ lọc dư á, đáng lẽ nên đi trên này luôn, không nên đi xuống dưới này, không nên đi cái kiểu này nè. Mà cho nó đi ngang hàng trên này với nhau luôn á. Nè, nói từ cái này thẳng qua cái này luôn á. Thì để tránh vướng nhau thì chúng ta cứ để kiểu này thôi, đó. Ngay cái đầu vào lọc thận dư là đẹp luôn. Nên xây cái kiểu như tôi là thấy hiu hiu rồi. Đi xuống như thế này nó lại chiếm cái không gian như thế này nè. Chiếm cái la này nè. Ủa sao đứng yên vậy? À không, nó hình như là cái đèn này mới đúng. Nhầm. Sorry. Có thời gian thì tôi lọc nguyên cái bộ lọc thận dư, rất là thừa nhiều quá nó không vô máy nữa thì sẽ cho nó lên kiểu này đó. Nó sẽ đi ngang như thế này luôn nè. Ừ. Tất cả nó đi ngang qua đây rồi nó bán luôn tới chỗ này đâm xuống chứ không có đi đường dưới. Đường dưới là chỉ có cái đầu ra này thôi. Đường dưới thì chỉ có cái đầu ra này, không có đầu vô. Rồi có thời gian thì tiếp sau. Mô hình chúng ta mỗi lần cập nhật tự động lại. Ở đây chuẩn bị có cái khu máy tính nè.
Ủa? Radio nội ơi. Rồi ông cốc này. Mắt như mù chứ. Trên này nó cũng không cần siêu máy tính đâu. Bên này chứ. Đây nào. Trả nè, nếu cần nữa. Này mình còn làm cái gì được nóng nó máy à. Hết rồi. Một bộ đã sản xuất chuẩn chỉ cho này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9. Tại cái này nó nằm lúc trước là nó nằm ở bên máy tính này tới cái đĩa này. Bây giờ siêu máy tính nó chèn vô giữa. Trời một máu chết tôi rồi. Y nào. Milestone reached. Drones provide automated low capacity aerial transport between drone stations. Stations need to be supplied with any kind of fuel for the drones to function. Fixit had several restrictions in place prohibiting creative use of drones. I have since removed those because I think no pioneer would ever misuse Fixit property right under their noses. Especially since everything is recorded. Cái này là tăng một đống công sức lên luôn nha. Nhưng mà không cần máy. Cái cánh quạt này, quy trình nó đang ổn định này. Nhét lá tích vô nó mạnh lắm. Vớ vẩn. Xi măng với cái ống cũng méo cần luôn. Xi măng thôi thôi thôi. Cái này càng méo cần. Cái này thì chắc sau này có. Để nó đó tính. Bây giờ chúng ta đã mở được con gon này nè. Gon này thì chắc tôi cho nó chở máy tính luôn. Nó có 9 lót thôi. Nè. Mình làm máy tính ra cho nó chở về. Sử dụng năng lượng tùy loại. Vậy là phải làm một cái sản xuất năng lượng nữa. Vậy làm bên mỏ dầu luôn, đúng rồi đó. Mình lúc đó là đóng dầu thành năng lượng cho nó xài. Bây giờ nghiên cứu cái mới nè. Đó, siêu máy tính có rồi. Nói chung cái này về lần sau chúng ta quất cái đầu bay luôn. Nâng cấp hết bốn cái này rồi chúng ta làm quy trình tối ưu để sản xuất những cái trên này, kết thúc cái phase 4. Chắc cũng cái tháng trời đó, anh em tính đường vị tháng đi. Làm tí pin ha. Làm tí pin. Ủa? À pin là máy này hả? Pin này là pin gì đó? Pin màu xanh trước đây. Đồ mình nhiều dữ vậy ta. Bán bớt này. Bán bớt hai cái này luôn. Nhiều quá rồi. Thang máy, thang nâng gì nè. Để không đi.
làm protein không? Làm protein nó x2 lên, x2 lần nữa là thành x4 luôn á. Mấy gia thú này đầy quá nè. Mất hình như là con heo quá. Cái này nó không có xếp, không có để lên để xuống ngay thứ tự được. Khó chịu. Thôi pin tím thì dư cần đâu, xài pin vàng được rồi. Nó ra cái này, từ cái này mình có thể chế thành protein cái nữa nha. Pin mình cũng bắt đầu hơi nhiều rồi đó. Trăm mấy cục nè, úp lên 100 cục đi. Lâu phết. Thôi, hôm nay nghỉ đây được rồi. Có thời gian thì lại tiếp tục xa thiết phép đôi ghi. Coi như hôm nay chúng ta là làm cũng được một số công việc thôi. Đầu tiên là khai thác được thêm cái aluminium, mà cái miếng, cái khung aluminium, khung nhôm đem về đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì sửa lại được cái hệ thống kho, rồi tôi cùng đậm lên. Cái thứ ba qua đây nâng cấp cái mỏ dầu lên. Rồi, vấn đề hôm nay xong 3 việc, 11 thì chúng ta đi lên chỗ này, làm một cái khu chuyên sản xuất máy tính, dẫn đồng từ đây lên, lên cái khu chuyên sản xuất máy tính như này, sau đó chuyển về cái kho Cathegium này. Từ cái kho Cathegium này chắc tôi hạn chế lấy nó nữa, bây giờ đem về cũng không có làm gì hết, nên chắc tôi không lấy Cathegium này nữa. Tại vì đó tôi đem máy tính tôi chở về đây luôn. Rồi, nói chung là hôm nay ok, như vậy được rồi. Cathegium thì nó là cái cuộn đồng màu vàng này nè. Chừng nào xài nữa thì mình nhập về thôi. Bây giờ tôi sản xuất nó bảnh nó nhiều quá rồi. Cứ mỗi lần chở về là nó đem đi nó bán à. Phần này nhìn hơi gói vậy mà chạy được, vẫn chạy được. Dễ quản lý. Sau này xài thằng nào thì kéo dọc lên rồi cắt ngang nó. Một cái đường dọc này thì anh em có thể cắt bao nhiêu lần vô đây cũng được hết. Thì cắt ngang nó vô mấy cái máy như thế này. Sau này dãy máy bên đây nữa. Cuộn đồng nè. Bên này thì không có lọc thẳng dư, nó lọc thẳng từ cái cửa giữa luôn. Dư quá thì nó chạy vô đó. Trên này là cái ga xe lửa. Bên này ga này thì tôi để chống đồng bộ thôi, chưa biết làm gì cho nó. Chủ yếu là khai thác 8 cái kho bên này. Kho 1 này vẫn đang chống đó nè. Kho 2 cũng đang chống luôn. Kho 8 cũng đang chống luôn. Nói chung là chưa khai thác cái gì hết. Nói chung là 3, 4, 5, 6, 7 thì xong hết đó. 7 thì nó lấy nguyên dọc aluminium, nhôm với mà nhựa, cao su rồi. Bên này thì hai cái chip của máy đôi. Còn bên này là 4 cái linh kiện của máy 4. Cái này là thép. Cái này là silicate, quặng quát, quặng QZ á. Cũng chưa gì nhiều. Tổng kho thì coi như là ok gần hết rồi. Có mấy cái cùi cùi á thì tôi chưa có sản xuất nữa. Có thời gian sản xuất ở dưới rồi câu lên trên. Mấy cái gì dạng như là cái miếng thép nè, ống thép rồi nè, mấy cái nhỏ lật vặt này nè. Miếng đồng rồi nè. Hiện tại đang xài ba cái đồ cũ đồ thừa. Khi nào hết thì tôi tính bước đó sau. Rồi, ok. Bye bye anh em. Có thời gian thì chơi tiếp, xa tiếp phải đồ ghi. Chúng ta chính tính tháng theo cái phay 4 này đi nha. Rồi.